Mảnh đất xứ Thanh được thiên nhiên ưu ái ban tặng hơn 100 km bờ biển với những bãi cát dài, phẳng mịn, rất thuận lợi cho phát triển du lịch. Nếu như trước đây du khách biết đến Thanh Hóa với bãi tắm Sầm Sơn thì vài năm trở lại đây, khách du lịch thường nhắc nhiều hơn về một bãi biển mới mang đầy nét quyến rũ với một cái tên rất đẹp, Tiên Trang. Nằm trên địa bàn huyện Quảng Xương, cách thành phố Thanh Hóa khoảng 20 km, biển Tiên Trang cuốn hút du khách ở nét nguy sơ và thơ mộng. Với bãi biển ngập tràn cát trắng, khoai thoải bên rặng phi lao quanh năm xanh mướt, con người hồn hậu, hiếu khách. Được coi là một trong những bãi biển sạch và đẹp nhất tại Thanh Hóa, ở khu du lịch biển Tiên Trang, khách không chỉ bị thu hút bởi bãi biển dài và thoải, những loại hình dịch vụ mới ở đây cũng tạo điều kiện cho du khách có những giây phút nghỉ ngơi thoải mái hơn. Sáng tắm biển, chiều lang thang phố chợ đỏ, tối ngủ dưới tán rừng, những trải nghiệm đó mang đến cho du khách một sản phẩm du lịch hội đủ các yếu tố gần gũi với thiên nhiên và cảm nhận những bản sắc độc đáo của xứ Thanh. Phát triển cái mô hình du lịch như hiện nay của công ty Soto thì nó đáp ứng được kể cả người dân, doanh nghiệp và cả địa phương chúng tôi nữa. Du khách đến với Tiên Trang hôm nay có thể về đây tắm biển này, ăn uống này, rồi các loại hình du lịch và mua sắm thì sẽ vào cái khu đô thị, khu chợ đó trong khu công nghiệp bên kia. Và định hướng của địa phương chúng tôi đấy là tới đây sẽ mở rộng các tuyến đường giao thông, chỉnh trang một số cái tuyến đường giao thông để tạo cái sự kết nối giữa khu công nghiệp và khu chợ đó Soto với lại cái khu du lịch biển ngoài này. Đến với Tiên Trang, bạn có thể hòa mình vào làn nước xanh mát của biển cả, chơi đùa cùng những con sóng vỗ một cách tự nhiên, thoải mái nhất. Khi đã thấm mệt, bạn lên bờ, nằm dài lên bãi cát ngắm nhìn bầu trời xanh, nghe tiếng biển thì thầm với khúc hát tình ca và tận hưởng không khí thiên nhiên trong lành mà nơi đây mang lại. Buổi trưa khi mặt trời lên cao, nhìn ra xa đảo Hòn Mê nổi lên mặt biển khơi, xanh như một viên ngọc bích. Làn cát trắng mịn màng trải dài tít tắp, êm ả và bao dung, đón nhận những phổ về rì rào không dứt của sóng biển. Từ xanh thẳm của biển khơi, chợt hiện về dăm ba cánh buồm nâu dập dìu trên đầu những con sóng bạc, đôi lúc lại ánh lên những tia nắng mặt trời. Tất cả khung cảnh biển Tiên Trang hiện ra trước mắt chúng ta như một bức tranh sơn hải kỳ thú. Ngoài việc tận hưởng trọn vẹn không khí và không gian biển thơ mộng, hoang sơ, thì đến khu du lịch biển Tiên Trang, bạn có thể lựa chọn những hải sản tươi ngon nhất và tha hồ thưởng thức các món như mực trứng nấu lá chua, ngọt ngọt cay cay, mực hấp, ghẹ chắc thịt, hấp chấm cùng súp tiêu chanh, tôm nướng. Sự khác biệt so với các dự án du lịch khác đó là Tiên Trang hầu như được giữ lại nguyên trạng và không tác động lớn đến môi trường xung quanh. Không giống với các khu du lịch biển khác, khu du lịch biển Tiên Trang do một chủ đầu tư quản lý, nên việc xây dựng hạ tầng đều phải đảm bảo theo đúng quy hoạch. Đặc biệt, việc phát triển các dịch vụ tại đây đều phải tuân thủ theo những quy định mà chủ đầu tư đề ra. Chính điều này đã làm cho khu du lịch biển Tiên Trang không còn tình trạng kinh doanh lộn xộn, chèn ép khách mà nhiều khu du lịch biển trong cả nước đang lúng túng giải quyết. Đây là một bãi biển rất đẹp ạ. Và rất đông du khách đến để tắm và nước ở đây cũng rất sạch trong. Tuy đây là một bãi biển chưa được biết đến rộng rãi nhưng mà đã có nhiều lượng du khách khắp mọi nơi xung quanh các tỉnh và Thanh Hóa đến tắm. Sau khi đã thoải mái ngâm mình trong làn nước trong vắt nơi đây, chúng tôi lại tiếp tục những trải nghiệm, những đặc sản mang đậm bản sắc của vùng đất xứ Thanh với một vòng quanh phố chợ đỏ. Nằm trên trục giao thông, nối liền quốc lộ 1A với tuyến đường ven biển, được cải tạo, nâng cấp trên cơ sở chợ truyền thống. Chợ đỏ được xây dựng với gần 300 quầy bán hàng và các kiosk kinh doanh ẩm thực, khu vực phục vụ vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng. Tại đây, du khách có thể kiếm được hầu như tất cả những món đặc sản nổi tiếng của xứ Thanh. Với sự ra đời của chợ đỏ đã làm nơi đây trở nên sầm uất, thay thế cho những chợ gốc, chợ tạm trước đây, tạo nét văn minh cho một khu đô thị ngày càng hình thành rõ nét. Nhiều gia đình nông dân đã trở nên khấm khá khi tham gia kinh doanh trong chợ.
Bên cạnh bãi biển đẹp, nơi đây còn hội tụ đủ các yếu tố rừng, núi, sông hồ của du lịch sinh thái và du lịch nghỉ dưỡng. Thiên nhiên ưu đãi cho vùng đất này, thắng cảnh kỳ thú cộng với sự đầu tư bày trí sắp đặt của con người đã giúp cho cảnh quan nơi đây thêm phần hấp dẫn. Điều đặc biệt là trong quá trình xây dựng, khu du lịch biển Tiên Trang vẫn giữ rừng phi lao để bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, rừng phi lao còn tạo cho nơi đây một vẻ đẹp tự nhiên mà hiếm vùng biển nào có được. Sông Yên đổ ra biển nơi lạch ghép cách rất xa biển Tiên Trang đã đảm bảo cho bãi cát luôn thoải và sạch. Trong đất liền, sông lại uốn sát vào núi Lâu tạo nên một vùng đất ngập mặn tuyệt vời cho trồng rừng và nuôi trồng thủy sản. Từ trên đỉnh núi Lâu nhìn xuống, một hồ nước nhân tạo có diện tích hơn 10 hecta tạo nên một điểm nhấn cho toàn bộ bức tranh phong thủy hữu tình nơi đây. Trong cái điều kiện du lịch hiện nay á, thì con người đầu tiên là muốn ra thiên nhiên nghỉ ngơi, rồi sau đó mới vào những công trình hạ tầng hiện đại như là khách sạn. Thế thì nhiều nơi là khách sạn rất là nhiều rồi, thiên nhiên không có. Thế thì cái cạnh tranh của Tiên Trang đây là thiên nhiên, là cái điều khó khăn nhất thì đã có. Thì đó là cái mà chúng ta làm ra cũng không tốn bao nhiêu tiền hết. Thì Sô Tô định hướng như thế. Một điều nữa là cái nhu cầu chung nhân dân hiện nay á, thì người ta phải muốn một cuộc sống tương đối đầy đủ. Đó là cuộc sống hiện đại trong phòng nghỉ và cuộc sống thư giãn ở ngoài thiên nhiên, mà thiên nhiên thân thiện. Thế thì làm sao để thân thiện được thì quay đi quay lại chúng ta đều phải nói là cần phải có đất. Còn khi có đất rồi thì người ta có thể làm được ra rất nhiều thứ. Thí dụ như đất của tôi là tôi để rừng, chủ yếu là rừng. Trong rừng đó sẽ có những nơi thí dụ như là mắc võng, nghỉ ngơi, lều bạt, những thứ mà ai cũng thích hết. Những thứ người ta phải lên tận rừng mới có. Đi cách đây hàng mấy trăm cây mới có, nhưng mà hiện nay có ngay đây. Muốn biển thì có biển, muốn rừng có rừng. Thì chúng tôi đầu tiên là cố gắng giữ lại rừng, giữ lại đất, những vùng đất cằn cỗi, trồng lúa không được cái gì hết. Thế thì tại sao chúng ta không tạo thành cảnh quan du lịch, mà đấy là cái ý tưởng phát triển bền vững trong tương lai lâu dài của Sô Tô ở đây. Thí dụ như là nếu chúng ta để một cánh rừng thì bất kỳ ai cũng có thể vào đây du lịch được hết. Ngay cả bây giờ tôi vẫn có ý tưởng là trong cái điều kiện hiện nay, những cái bác ngày xưa tham gia chiến trường như tôi muốn trở lại thời chiến trường, muốn mắc võng Trường Sơn, đeo ba lô, nhớ lại ngày xưa cũng rất thuận tiện. Ngược lại thanh niên cũng rất thích vào rừng, nghỉ ngơi, thư giãn, hồ nước cũng vậy. Thí dụ như tôi vẫn nói đùa mà mọi người rằng là thay bằng nghỉ khách sạn 5 sao thì chưa chắc người ta đã thích bằng là nghỉ một cái du thuyền giá vờ dưới lòng hồ. Mà cái du thuyền giá vờ dưới lòng hồ chắc chắn nhiều người thích hơn là phòng khách sạn 5 sao. Bởi vì du thuyền hiếm có cho nên là chúng tôi mới làm du lịch ở đây là dẫn tới những cái mà người khác ít có hoặc không có. Với cảnh quan vô cùng phong phú mà thiên nhiên ban tặng cho Tiên Trang, với bãi biển phẳng tuyệt vời dưới làn nước xanh biếc, cảnh rừng phi lao mênh mông ống ả rợp mát dưới ánh nắng hè, với các dãy núi còn nguyên sơ không quá cao bên cạnh dòng sông Yên cùng hồ nước bao la uốn lượn để các sườn núi và mây trời in đáy, là món quà vô cùng quý hiếm mà ít nơi nào có được. Cùng với Sầm Sơn, Hải Tiến thì nay Tiên Trang đã trở thành một điểm hẹn thú vị để du khách về xứ Thanh nghe biển hát.